khoảng 12 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại khu vực bản Púng Pon, xã Ba Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án PN2020, bắt 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo. Tang vật thu giữ là 12 thùng các tông, bên trong có chứa 202 kg pháo hoa nổ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đây là số pháo các đối tượng mua bên kia biên giới, vận chuyển vào Điện Biên để tiêu thụ. Ngày 1 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng cấm và đưa hối lộ. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.